Hôm nay em sẽ gửi đến các bác một chiếc đồng hồ Odo thương hiệu đến từ Pháp nhé. Trước mắt các bác đây là một chiếc Odo 38, rất là đẹp. Mặt tấm nền màu xanh, số in quốc tế còn nổi rất là rõ nhé. Logo Odo ở giữa đây. Vỏ thùng bè có chạm trổ chìm hai bên hai chùm nho và trái đào lớn như thế này. Đây ạ. Nhìn xa thì bộ vỏ này khá bắt mắt. Vân cũng nổi rất là rõ. Phần kính này thì bắt đầu có dấu hiệu xỉn xỉn rồi. Đây đằng sau này một lớp mạ gương nhưng mà bắt đầu bị xỉn rồi. Quả lắc bên sau đằng sau còn khá bóng. Viền nhôm khá ok. Sáng. Made in France. Sản phẩm này dành cho người Pháp nhé. Ba lỗ lên cót ở đây. Cái lỗ này bị mất một cái khuyên như thế này rồi. Em sẽ cố gắng tìm và lắp nó lại. Vách máy còn rất là vàng. 38 nhé. Côn lòng máng 6 côn thép dài và 8 búa. Chơi bản nhạc Westminster sau mỗi 15 phút. Đây ạ. Côn rất là dài nhé. Và khá là đen bóng. Đây. Mọi chi tiết trên chiếc đồng hồ này còn rất là ok. Ổn. Âm thanh Odo thì sẽ rất là đặc trưng. Em sẽ test chuông cho các bác nghe luôn đây. Ngâm lòng máng ti còn nguyên đầu ti còn kia nhé. Rất là ok. Biết chiếc nào kêu mà lâu vậy. Đây em sẽ test tiếng chuông luôn đây. 15 phút này. Tiếng chuông này đánh rất là chậm nhé, nghe rất là tuyệt. Em xin giới thiệu một chút về cái phần máy nhé. Đây là một chiếc máy Odo 38. Ba vách vú bạc. Các bác nhớ là máy vú bạc nhé. Khá là cao cấp đấy ạ. Mặt số rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Nền xanh. Nền xanh cực kỳ đẹp. Tổng quan này. Đây. Đóng cửa vào để nhìn tổng quan đây. Rất là ok. Đây. Bắt một chút hơi xước xước ra đây. Chẳng vấn đề gì. Mài mòn theo thời gian thôi. Nhìn từ xa thế này cách khoảng tầm 1 mét đi. Mọi chi tiết rất là hoàn hảo. Gần như không có điểm gì chê khi nhìn ở góc độ này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.